tôi quy trở lọc hiện tôi, tại tôi cả mặt tại nơi vùng linh chết trôi dưới biển và trước mặt tôi. Thì ở phía trước nó biển cả rất là mênh mông bát ngát và thuyền lang đang ở phía trước để đánh cá và rất là đông. Nó dôm sữa xe rất là sáng. Rồi một ngày mới thì tôi đem tiếp tục xuống phía dưới. Thì ai có tiền tài ở đây để mà tới là các gì đây thì đã cho về tiền tài đấy, 81 18 miền Nam miền Bắc 18 đấy. Và để mà tiếp tục tài lợi tiếp theo đấy, thì đã cho về tiền tài nhưng ít hai tài lợi người của mình chết trôi biển này. Thì để mà xuống phía dưới một ngày mới như thế này, ở đây là bụi rậm và phía dưới kia là biển. Rồi thì ngày hôm nay hồi hôm thì tôi đã cho nổ từng ghe đấy và nổ qua trời, đã nổ về 18 81 ở miền Nam khủng khiếp. Thì tôi đang có mặt tại nơi hòn đá cho nổ này. Đây là một cái đầu rồng này đó. Phía bên đây là hình tượng một con rồng. Đây là mắt này, mũi này, miệng này và sừng rồng này. Đây là sừng, quay là giọng luôn. Rồi thì ngày hôm qua thì tôi đã cho nổ đây, nổ mà trứng gà vẫn còn nguyên hình nguyên bóng nó qua đấy, còn dở không này, qua là khủng khiếp. Rồi thì ai có tìm tài để mà tôi là các chị ở đây để mà ủng hộ trả lời, nhưng thấy ít thấy ai, không thấy ai trả lời các chị ở đây. Rồi thì ngày hôm qua đứng không đứng đấy thì tôi cũng đã ghi vào trong đấy, trong tiếng gà vậy mình nhắn tin sùm. Và điều này sẽ lưng thế nào ở phía dưới ở phía dưới biển này thì tôi đã sẽ đi vào một vòng nơi dưới biển cả. Ngày nào cũng đi vượt hàng trăm cây số đi đến đây, nơi dưới biển cả này rất xa xôi khổ cực để mà xuống phía dưới. Và sự may mắn thiên tài đem đến cho tất cả ai muốn tham khảo, ai muốn xem thì để may mắn thiên tài. Và cũng như vừa các chị ở đây, vũ linh chích trôi này sẽ hiển linh như thế nào ở nơi biển cả này. Vừa khám phá nơi biển cả này đó, ở trước đây là ghe thuyền đang đánh cá rất là đông. Thì ngày hôm nay trời cũng đang rất êm cho nên thuyền ở phía trước rất là sáng. Cho nên ai ở đây thì có tiền tài thì tài lệ đem ủng hộ chút nhân đẹp. Thì đêm tôi sẽ xuống phía dưới đây. Trong này vẫn có ké đấy. Đấy.
cái bờ lợi ụp sụp. Rồi, biển cá rất là to thui, một màu tối đó, đầy sóng và gió, gọi là khủng khiếp. Rồi, thì để tiếp tục tôi sẽ tiến về phía bên trong. Vào phía bên trong. Thì cũng không thấy ai trả lời nơi bộ lĩnh chỉ trôi biển này. Thì để tiếp tục tôi sẽ tiến hành cũng như một chút nhỏ nhỏ và để mà tài lệ. Thì để mà tài lệ có gì cũng lấy thôi. Rồi có gì cũng lấy. Đấy, có tài lệ thì mới mua đồ nhiều nhiều. Thì để mà tiếp tục một ngày mới ra sao ở nơi vùng mình chết trôi dưới biển này. Rồi để vượt hàng trăm cây số đi đến đây và để mà tài lệ nhỏ nhỏ như thế này. Đây là hòn đá thì ngày hôm qua tôi đã cho nổ đấy. Ở phía mặt đây thì không thấy gì. Đó, phía mặt kia thì giống như cái đầu rồng. Giống như một cái đầu rồng. Rồi. Ly này cũng hết rồi. Ngày qua cho cháy hết rồi. Đã hết.
thì trong đây có một con cá rất là lẻ loi, một con duy nhất, nó sống càng ngày càng lớn. Này thì tôi có thấy một con cá rất lẻ loi. Rồi thì ngày hôm nay tôi sẽ có gì cũng lấy thôi. Đó, nơi vùng chết trôi dưới biển này thì đã cho về hiện tại 81-18 này, miền Nam đấy quá là khủng khiếp, miền Bắc thì 18 đấy. Và để tiếp tục ngày hôm nay, để tiếp tục ngày này thì có các gì đang hưởng ứng như thế nào ở đây, vùng lịch chết trôi dưới biển sẽ ra sao, hiển linh như thế nào nơi này. Rồi thì tôi có gì cũng lấy nãy. Thì tiếp tục các gì ở đây hiện hữu như thế nào thì tôi sẽ tiếp tục lên hưu tại đây. Rồi thì đã cho về điện thoại đấy 81-18 đấy, nhưng không thấy ai trả lời ở đây. Thì hôm nay tôi cũng có chút ở đây, có gì cũng lấy, có ít cũng ít, có nhiều thì cũng nhiều, có gì trả lời này. Tất nhiên tất cả ba miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền nào thì cũng có, thì tôi cũng trả lời tất cả đó. Rồi thì ngày hôm nay có một chút đỉnh này thôi, và điều gì sẽ hiện lên như thế nào đó thì ai có tiền tài thì trả lời có số tài khoản phía dưới màn hình đây, hoặc nhắn tin đều có, hoặc vào Zalo 0776955223 đấy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Thì ngày hôm nay tôi cũng có chút sửa tiền nhật bản này, vàng bạc này thôi. Đó, có gì cũng này, có ít thì cũng ít, có nhiều thì tệ là nhiều. Và này hôm nay thì cũng không có gì, chút đỉnh này thôi. Và đã cho về hiện tại đấy, thì ngày hôm qua tôi cũng đã cho nổ trứng gà đấy. Và để mà hiển linh như thế nào, các chị đất đai, dương trạch, thanh quan bổn sứ, bạch mã thái giám,
quan tham quốc lý, thượng thương đất đai, quyền trưng đạo lộ, thì nơi vô minh chết trôi dưới biển, chết bom, chết đạn, chết trường, chết xác. Thủy sông Hà Lai đồng điện, ấn lại thí mộc, và hà bá đại dương, vua thủy đại dương, mộc triều đại dương, hà sa thị phủ, các điện thủy cùng rình nguồn dưới biển, chính cùng hà bá dưới nước. Và ngày hôm nay thì cũng không có gì, một chút xíu đỉnh này đem trở lại đó, thì có ít lòng nhiều. Và phù hộ độ trì như thế nào, cũng như đang hiện hữu như thế nào ngày mai, ngày 6 tháng 7 đó. Và điều gì hiển linh đem đến tiền tài, và có các gì vô minh trích trội dưới biển hưởng hữu trứng này sẽ đứng lên cho tôi biết ngày mai đó. Còn ai có tiền tài thì tài là các gì ở đây, thì của ít lòng nhiều. Và điều gì hiển linh và điều gì sẽ nổi dậy ghẻ ở đây. Không không, không một thì có cái gì đang hữu thì trứng này sẽ được lên. Không một, không hai, hiện tại là không hai rồi. Không ba, không bốn, không năm, không sáu, không bảy, còn chưa đứng ở đây. Và ngọn đèn này sẽ so sánh hiển linh ở đây, có cái gì của mình chỉ trời đang hưởng ở đây thì trứng này sẽ đứng lên và điểm đến tiền tài. 08, không chín, số 10, phần chưa đứng, 11. Thì đã cho vợ hiện tại, nhưng không thấy ai trả lời ở đây. Rồi, tới lúc cứ nhắn tin, nhắn tin tào lao, tào đế, kia nọ, quay là khủng khiếp, nọ, đủ thứ chuyện. Thì, nghe, hôm nay, thị trứng này sẽ đứng lên như thế nào? Sự ngẫu nhiên ở đây. 11, mười hai, mười ba,
14. Mười lăm, mười sáu, vẫn chưa đứng ở đây. Mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, vẫn chưa đứng ở đây. Thì các hơi có các gì đang vùng lên trên trời khi biển hiển linh, và có cái gì nào ở đây hiển linh đứng này sẽ đứng lên. 22, 23, 24, 25, 25. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. 25, hiện tại 25 rồi. Vẫn chưa đứng ở đây. 26, 27, 27 đứng ở đây. Thì ngọn đèn này sẽ soi sáng ở đây. Vô linh chích trôi dưới biển hiển linh. 28, 27 đứng. 29, 27 đứng ở đây. 30, có cái gì đang hư hữu thì trứng này sẽ đứng lên. Hiện tại, hiện tại 30, 30, tay chân tôi rau rung cầm cập. 31, 31. Hiện tại có một luồng gió đang thổi qua rất là lạnh lẽo ở đây.
có lẽ không ai trả lời ở đây. 32. Đấy, về sự tâm linh thì ai có tiền tài ở đây thì trả lời đó, tâm linh rất khẩn ngọc, không thể đùa được. 33. Ba mươi bốn. Rồi thì tôi sẽ cho đứng chừng chẵn luôn, hiện tại 34 đứng một tí thôi. 35. Rồi, hiện tại đứng sừng sững đó. Đây là đứng sừng sững. 35, 35, 53 lúc nào vậy? 35 và 53 ở đây đang hiểu. Có cái gì đang hiểu? Vừa mới sừng sững thế này. Thì đang hiểu các vị ở đây có mặt tại đây và cho dựng đứng lên. 35, 53. Đấy. 35 và 53. Thì lọc mua vé số miền Nam, miền Trung, miền Bắc. 35, 53. Thì ai có điểm tài để mà thả lời các chị ở đây thì đã cho dựng đứng ngày mai đó. Và đang hưng hữu như thế này đó, qua là không kịp. Thì tâm linh rất hưng ngọc, không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Và thì ai có điểm tài để mà ủng hộ thả lời các chị ở đây, cũng như một chút bánh trái sữa tiền nhận bạc này. Thì hôm nay rất là thảm thiết, và điều này sẽ hiện lên ở đây. Rồi, tiền vàng bạc đã chạy, đã chạy và trứng vẫn đứng sừng sững đó. Tiền vàng bạc đã chạy hết và vẫn đứng sừng sững ngày mai. Thì ai có tiền tài để trả lời các gì đây và đã hưởng hữu như thế này, và đang bu linh chết trôi, đang hưởng hữu ở đây đó. 35 và 53 khủng khiếp.